tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cập nhật thông tin dự báo diễn biến mưa ở các khu vực trên cả nước trong vòng 24 đến 48 giờ tới. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, Nam Sơn La, Hòa Bình và Trung Trung Bộ, ngày 21 tháng 9, dự báo mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Từ chiều tối 21 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình, dự báo mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Khu vực Bắc Trung Bộ, từ ngày 21 tháng 9 đến đêm 22 tháng 9, dự báo mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa từ 60 đến 120mm, có nơi trên 180mm. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối ngày 21 tháng 9, dự báo mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Ngày và đêm 23 tháng 9, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, dự báo mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Báo Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý trong những ngày tới.